Rồi ok anh em nhá, vẫn tiếp tục là vì cái một tháng ra clip thì mình sẽ tiếp tục trong suốt với Sướng có những cái ưu đãi gì cho tất cả các bạn khán giả nhá. Đầu tiên thì đơn giản thôi, các bạn sẽ lập một cái nick để các bạn đăng nhập vào. Thì khi đăng nhập vào thì các bạn sẽ như nào ạ? Sẽ có một cái nhận quà khai trương này các bạn nhá. Click để nhận quà và cái này ngay nào cũng nhận được. Và cái lần đầu tiên ấy thì nó sẽ dao động từ một quân huy đến 200 200 mấy chục quân huy ấy. Thì sẽ nó đây là hoàn toàn miễn phí nhá. Các bạn chỉ cần vào lập nick, các bạn vào nhấp vào phần quà này, các bạn này nhấp này, mình nhấp này. Đây. Chúc mừng bạn nhận được 236 quân huy của Mơ Sướng này. Ngày mai bạn quay lại shop để tiếp tục nhận quà nhá. Chúc bạn sẽ nhận được. Rồi ok. Rồi ok, khi tất cả các bạn đã có quân huy rồi, các bạn muốn rút thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần này. Đấy, nhấp vào phần này có ý đi này. Thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần rút vật phẩm các bạn nhá. Đấy, nhấp vào đây. Thì nó sẽ hiện ra cái giao diện là rút kim cương và quân huy. Thì mình sẽ nhấp vào rút quân huy. Đấy, có 236 quân huy mình vừa rút đấy. Thì có từng cái gói rút một các bạn nhé. Đó là một là 105 quân huy, hai là 210 quân huy, ba là 425 quân huy và bốn là 1070 quân huy. Và xin chúc các bạn may mắn để các bạn rút trúng quân huy và mình sẽ nạp vào tài khoản các bạn nhé. Nhập tài khoản game và mật khẩu như này này. Cái này là hoàn toàn miễn phí các bạn nhé. Hoàn toàn miễn phí dành tặng cho tất cả các bạn. Cho nên các bạn khán giả nào có nick rồi thì có thể vào đấy nhập và hên xui các bạn được 236 con huy thì nhập rút luôn đấy. Rồi chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ nha. Hello, xin chào tất cả anh em và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu và review một vị tướng Joker đi đường xạ thủ và lối chơi cách chơi như thế nào. Một vị tướng Joker thật tốt để các bạn chơi, khi cầm vị tướng Joker thì các bạn sẽ auto là sẽ win. Thì trước tiên với vị tướng Joker thì mình sẽ xin giới hỏi nhé một chút là các bạn đã vào shop messenger.vn để nhận quân huy miễn phí chưa? Nếu các bạn chưa nhận thì các bạn hãy vào và nhận quân huy miễn phí đi các bạn nhé. Và đặc biệt rằng cái liên quân shop red đấy thì nó sẽ giá cả rất hợp và cực kỳ phải chăng tất cả các bạn luôn nhé. Và shop messenger.vn cực kỳ gọi là nói bây giờ chỉ là trí ân các bạn thôi, gọi là có như bù đắp cho tất cả các bạn thời gian vừa qua thôi. Cho nên là các bạn đừng quên vào shop messenger.vn đăng ký tài khoản vào đấy và nhấp vào phần nhận quân huy miễn phí các bạn nhé. Rồi ok, chúng ta sẽ đến với vấn đề chính. Ngày hôm nay thì mình sẽ cầm Joker đi đường rồng các bạn nhé. Bởi vì pha vừa rồi thì mình bị lag cái pha đầu một chút, cho nên mình xuống ở đường dưới để đối đầu với thằng Liêu Má thôi, nhưng không sao. Khi Joker đi đường thì việc đầu tiên mình muốn nhấn mạnh cho tất cả các bạn đó chính là như nào ạ. Joker là một vị tướng đẩy đường rất tốt, gọi là thẳng đường ấy. Bởi vì sao? Bởi vì chiêu 2 của Joker nó kháng hoàn toàn sát thương vật lý của bất kể các vị tướng xạ thủ hoặc sát thủ nào. Cho nên cái việc để mà đè được đường bất kể một vị tướng nào thì đơn giản thôi. Các bạn rỉa chiêu 1 và các bạn cứ có nội tại, các bạn lên bắn. Thì khi mà mình ăn được cái trụ này hoặc đè được tím địch thì lúc đó là Joker bắt buộc phải di chuyển. Đây là phút thứ 5 rồi. Thì khi mình ăn cái trụ xong thì mình sẽ di chuyển và các bạn hãy coi cách mình cầm Joker nó bá đạo như thế nào các bạn nhé. Và clip này mình không hướng tới Joker win game mà mình hướng tới Joker một combo một mạng và cách chơi như thế nào. Rồi, trước khi nói đến vị tướng Joker này thì mình xin điểm qua một chút về chiêu thức nội tại của nó và combo của nó như thế nào. Joker là một vị tướng khi loại bỏ, khi rời khỏi cái giao tranh hoặc di chuyển một mình thì cứ vài giây thì Joker sẽ được kích hoạt một cái nội tại, và nội tại của Joker một đòn đánh thương rất rất là đau. Và cái nội tải đấy sẽ có tiếp theo khi các bạn kích hoạt chiêu 2 các bạn nhá. Là nôm na, trong một combo các bạn sẽ được dùng hai lần nội tải rất là đau. Và tiếp tục, chiêu 1 của vị tướng Joker này là một chiêu kỹ năng định hướng, cho nên đòi hỏi các bạn phải bắn thật là cẩn thận, bởi vì sát thương chiêu 1 này nó cũng rất quan trọng để cho tất cả các bạn dồn đám bất kể một vị tướng nào. Khi mình đẩy được một cái trụ rồi thì mình sẽ di chuyển quanh map. Joker là một vị tướng không cần CP và cũng là một vị tướng xạ thủ đi đường. Đầu tiên đóng vai trò sát thủ ở giữa game các bạn nhá. Sát thủ thì sẽ như nào? Sẽ vào trong những cái bụi này thôi các bạn nhá. Rồi cầu đỉa cho một, mình chưa ở chưa ba nên không dám vào zone các bạn nhá. Rồi con kêu một ổ chết nhanh quá anh em. Đây con thằng ngủ không này. Thằng này thì không biết có chạy cái không.
Ôi, nổi cái à, đây, đếch cha, đây ngon rồi, ngủ không chết rồi các bạn nhá, rất tuyệt vời. Hiện tại bây giờ thì KDA của mình 414. Đấy, cho nên là ở phút thứ 6 rồi. Thì bây giờ mình sẽ cố gắng di chuyển đơn lẻ để mình sẽ cho các bạn biết được cách Joker đi lẻ, bắt lẻ và combo như thế nào cho hợp lý các bạn nhá. Cách combo Joker rất là đơn giản. Đầu tiên, khi tất cả các bạn có nội tài rồi, thì các bạn khi gặp một vị tướng thì chúng ta sẽ bắn nội tài trước, bắn thương trước. Bởi vì khi có nội tài thì cái tâm bắn của nó rất là rộng. Khi bắn vào đối phương rồi thì ngoài lượng mất máu đã thì đối phương sẽ bị chậm. Và trong cái lúc bị chậm đấy, các bạn sẽ tùy thuộc vào những vị tướng, chẳng hạn như là Natalia hoặc là những thằng vị tướng chậm cơ động, thì các bạn hãy sử dụng luôn cho mình chiêu 1 bắn nội tài này, chiêu 1 xong các bạn kích hoạt cho mình chiêu 2 bắn tiếp nội tài, và chiêu 3 sẽ sử dụng cuối cùng các bạn nhé. Hãy nhớ cho mình cái bộ combo đấy. Ôi dồi ôi, thằng Natalia Natalia lên tốc biến đỉnh chéo nháy các bạn ạ. Thanh niên đỉnh chéo nháy anh em ơi. Đấy, thôi không sao. Rồi, bây giờ thì phút thứ 7 đó, bây giờ mình sẽ di chuyển. Đây là cái thời điểm nó cũng khá là mạnh của Joker. Joker không chơi lết đâu. Và đặc biệt về thứ hai này rằng là Joker mà chơi lết thì với vốn gì? Vì tướng là một Joker là một vị tướng không có mắt tổng. Mà có mắt tổng thì nó sẽ đóng một cái vai trò là cầu rìa máu, hoặc là chúng ta sẽ đánh cái tuyến 3 của nó thôi. Joker không thể nào lao vào trong một cái đội hình có mắt 5-5 được. Nó chỉ đứng ở phía sau đội hình và zone tập trung một cái bộ combo vào bất kỳ một vị tướng. Vì sát thương của Joker là zone mà đỡ mục tiêu mà. Rồi nắp bùi đấy không biết có ai không. Lumia rồi, check map đấy đó. Đấy các bạn thấy chưa? Khi đổi vị tướng Rio mà cơ động, thì khi mình bắn nội tài nội tài xong thì mình sẽ kích hoạt tiếp chiêu 2 để bắn thêm một cái nội tài nữa, và kích hoạt chiêu 3 và chiêu 1 mình dùng cuối cùng. Đấy là những vị tướng cơ động như Rio Ma hoặc các vị tướng Nakarot, các thứ đính tính các bạn nhá. Còn không thì nếu mà mình nói chung quan trọng nhất cái bộ combo là các bạn phải bắn được 2 lần nội tài. Còn chiêu 1 thì các bạn sử dụng trước hay sau, miễn sao các bạn trúng là được các bạn nhá. Đấy rồi, cái pha này đất mạng dân trường, tất cả đều bị bao dây, tất cả bị bao dây, bị bắt. Ôi giời, bị biến thành con gà. Đấy rồi, bạn nội tài. Ôi đám to các bạn, đám siêu to các bạn nhé. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy Joker nó một combo, một màng nó bá đạo như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển như nào ạ? Quanh hai khu rừng của nó vẫn nấp ở trong bụi thôi. Đấy, mình đã thấy tầng ngủ không này. Đây, mình cứ di chuyển như thế này. Thậm chí thích là để tầng kiểu má các bạn nhá. Này, các bạn này, bắn nội tài trước, bắn chưa một rồi kích hoạt chưa hai này. Đấy, chưa ba, một màng chưa. Rất easy. Đấy, chưa một các bạn dùng trước hay dùng sau cái này mình không khuyến, mình không có góp ý, miễn là các bạn trúng. Và cái quan trọng nhất là bắt buộc phải bắn được 2 lần nội tài các bạn nhé. Đấy, khi Joker thoát khỏi giao tranh ấy, thì cứ vài giây thì nó sẽ có một lần cái nội tài bắn đấy. Thì các bạn phải bắn trước xong mới được kích hoạt chiêu 2. Chứ không như bạn, bị phí phạm là các bạn chưa kịp bắn nội tài thì các bạn đã kích hoạt chiêu 2 rồi. Thì các bạn chỉ bắn được một lần nội tài thôi. Cho nên bị mất đi một lượng sát thương rất lớn đấy các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ cho mình, cái điều đấy. Cái phá rồi áo nhanh không được anh em ạ. Rồi, và các bạn đừng quên rằng shop mà sự nhập VN của mình là, nói chung là thực sự các bạn mà không vào để nhận quân huy thì đó một cái sự phí phạm thứ nhất. Và cái thứ hai, các bạn đang có nhu cầu kiểu mua nick mà không tham khảo, gọi là mình không lời nhiều các bạn nhé, gọi là lại siêu ít. Và lại siêu ít đấy thì bằng việc các bạn vào shop mà sướng, các bạn hãy check những cái nick thì các bạn sẽ hiểu được. Mình khẳng định là những cái nick nó rẻ nhất trên thị trường shop nick luôn các bạn nhé. Đấy, một trong những cái shop nick rẻ nhất, các bạn hãy đi so sánh đi. Đấy, và chất lượng ác của Lao thì các bạn phải hiểu nó cực kỳ gọi là ok, yên tâm chơi các bạn nhé. Đấy, cho nên rằng shop mới sẽ nhập VN các bạn tránh thủ mà mua đi, chứ không may bữa này hết đấy. Nick bây giờ nó kiểu không được nhiều như xưa nữa đâu. Đấy, cho nên rằng là, và cái quan trọng nhất là vào shop mới sướng các bạn nhé. Không mất tiền các bạn sẽ được nhận quân huy miễn phí hàng ngày. Cứ mỗi ngày, cứ đúng cái giờ đấy các bạn sẽ vào, các bạn nhận quân huy miễn phí nhé. À, với một điều kiện các bạn sẽ đăng ký cái tài khoản ở trên shop nick, xong các bạn mới nhận được quân huy nhé. Nhận quân huy như nào thì mình đã hướng dẫn ở clip trước rồi, các bạn có thể vào xem nhé. Đấy, rồi, bây giờ thì Joker khi mà có mắt tổng thì cái vai trò của nó đơn giản thôi. Đó chính là poke, dùng chiêu 1 và poke các bạn nhé, không thể làm được gì hết, lao lên là chết. Bởi vì chiêu 2 của Joker nó chỉ kháng sát thương vật lý thôi. Khi nào nên pick Joker thì các bạn hãy nhìn cái trận đấu này này, 3 sát thương vật lý đấy, thậm chí là 4 sát thương vật lý luôn. Tiểu Vân này, Hồ Không này, Rio Ma này, Caffini này, được mỗi một cái pháp sư của nó là vớ vẩn đấy các bạn nhé. Đấy, cho nên rằng ôi trời ơi, đây combo đấy các bạn, chiêu 2 của Lao kháng hầu như hết luôn khi gặp tất cả những vị sát
sát thủ vật lý ấy, thì cái chuyển khí các bạn kích hoạt trong hai hợp lý thì thằng ngủ không đập mình, không mất máu. Cavani bắn mình cả ăn thua và mình là giết thằng Cavani, các bạn tưởng kinh gì chứ. Joker rất bá đạo các bạn nhá. Đây cái pha này mình sẽ thủ đường nha, này không sao, trận đấu này có Lào thôi anh em, cứ đánh quăng game Việt Nga đi, cứ quăng game Việt Nga đi, có cơn Lào ở đây hỗ trợ cho anh em đấy. Cho nên là khi trong cái vai trò Joker có mắt tổng thì chúng ta sẽ bỏ cái chưa, một khi nào mà cầu rìa một cái lửa máu nhất định thì chúng ta sẽ lao lên tùy cơ ứng biến hoặc là chờ đầy. Ôi chưa một cái mình vào, ui rồi cái thật mạng rồi, cái phá này chiếu 2 minh bật các bạn thấy chưa. Ui sợ ơi, cân 3 cân 4 như bình thường các bạn nhá. Rồi chiếu 1 bắn cái chiếu 2 3 giấc chỗ, ôi 3 giấy hồi chiếu 2 các bạn. Đây chiếu 2 của mình này đấy, kháng hướng trời ơi nó mạnh. Trời chiếu 3 hồi này nhá, chiếu chiếu ôi đừng chết trời ơi, chết phá này nó đen anh em ạ. Chứ ba vừa hồi luôn, cái thằng sờ pê nó ác thật đó các bạn nhá. Đấy, đấy là một trận đấu Joker mà mình thấy kiểu bản thân mình đánh cái cảm giác nó hay nhất, mình là tương hưởng dần các bạn nhá. Rồi, thì clip mình nghĩ đến đây là kết thúc và đấy sẽ phá thủ nhà cuối cùng của mình và sẽ giành chiến thắng. Và hẹn gặp các bạn ở clip sau tất cả các bạn nhá. Và tất cả các bạn ơi, mài yêu, bye bye.